Trời xanh mây trắng nắng vàng, ba mẹ yêu nắng hay là yêu Ben? Xin chào cả nhà, hôm nay hãy cùng với gia đình mình khám phá Bảo tàng Hà Nội, tọa độ check-in siêu hot được giới trẻ săn đón nhá. Điều khiến mình ấn tượng nhất là lối kiến trúc độc đáo ở đây, được thiết kế tự như một chiếc kim tự tháp đảo ngược vậy. Bảo tàng mở cửa từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, đóng cửa vào thứ 2. Các bạn lưu ý rằng bảo tàng sẽ nghỉ trưa vào 11:30 đến 1:30 hàng ngày nhá. Bảo tàng Hà Nội thì hiện tại không thu vé vào cửa, nên mọi người có thể tự do tham quan. Nhắc đến bảo tàng thì ai cũng nghĩ đó là một thứ gì đó khô khan, nhưng với bảo tàng Hà Nội thì khác. Vừa bước chân vào cổng là mình nhớ ngay những năm tháng thanh xuân nơi đây. Vì khung cảnh bên ngoài của bảo tàng quá là yên bình và đậm chất thơ, nên các bạn trẻ thường tới đây để check in sống ảo. Mẹ con mình cũng nhanh chân chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp kết hợp ngắm cảnh bên hồ nè. Giờ thì mời mọi người cùng vào trong tham quan bảo tàng với mẹ con mình nhá. Wow, bước vào cửa thôi điều hòa đã phả mát lạnh đã đời rồi. Đập ngay vào mắt khi bước vào là bức tranh thêu tay khổng lồ của các nghệ nhân thêu Việt Nam. Ôi nó to đẹp và tỉ mỉ đến từng chi tiết các bác ạ. Tiếp đến là không gian văn hóa thành thị đầu thế kỷ 20, được tái hiện lại qua chuyên đề nếp xưa với không gian trưng bày nào là phòng khách, phòng thờ, nhà biệt thự và trang phục áo ngũ thân. Ngày xưa phải nói là nhà địa chủ phong kiến mới có đầy đủ sập cụ tủ chè như thế này đấy. Bác nào là dân chơi đồ cổ hiểu rõ hơn thì bình luận chia sẻ thêm giúp mình nha. Em Ben lại lau chá lau chao chạy đến chỗ ông đồ viết thư pháp, ngắm nghía các bức tranh dân gian rồi còn chỉ trỏ cho mẹ xem nữa chứ. Cu cậu rất là háo hức và chăm chú tham quan khu vực này luôn. Có cả bàn trà truyền thống, máy may xưa, chăn con công, rồi cả những chiếc mặt nạ ông địa và những chiếc đèn ông sao nữa chứ. Ôi, mong đến Trung Thu thế không biết. Chưa hết đâu nha, mời cả nhà cùng mẹ con cháu đi tiếp ngắm nhìn những cổ vật tiêu biểu của Bảo tàng Hà Nội này. Lần đầu tiên cháu được ngắm nhìn những bảo vật quốc gia đó các bác ạ. Nào là ngà voi ở thế kỷ 19, 20, rồi cả những chiếc chuông thanh mai đúc vào năm 978, trống đồng cổ loa và tòa Long Đình gốm Bát Tràng nữa chứ. Các bác thấy cháu ngắm nhìn say mê chưa kìa? Wow, cái này đẹp quá, đây là ấm quý nghe này. Tiếp đến là những bức tranh dân gian xưa, vô cùng độc đáo và thú vị. Em Ben cũng ngắm say xưa lắm, không biết mai sau vẽ vời thế nào hay lại toàn vẽ hiêu vẽ vượn đây. Con gà kêu nhà bé. Đặt chân lên tầng 2 là không gian triển lãm nghệ thuật điêu khắc, hội họa của họa sĩ Ngô Xuân Bính với 450 bức tranh ngắm mãi không hết. Không chỉ có tranh mà tượng ở đây cũng được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, được thể hiện bằng nghệ thuật sắp đặt, tương tác nghệ thuật đa chiều đây ạ. À đây đây, em Ben là cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy những tiêu bản động vật, thực vật phong phú như thế này, cảm giác như đang đi lạc vào rừng sâu các bạn ạ. Mọi ngày đi chơi một tí đã mỏi chân bắt mẹ bế rồi, mà nay hứng thú quá nên em Ben khám phá mãi chưa chán. Bây giờ mẹ con mình lên tầng 3 thôi nào. Thế hệ chúng mình được sinh ra trong thời kỳ hòa bình, nên là đâu dễ gì được nhìn thấy những khung cảnh chiến đấu của Hà Nội những năm 1972 được tái hiện lại như thế này. Những mảnh bom và hình ảnh hoang tàn mà B-52 tàn phá, rồi còi báo động vang lên khi có máy bay Mỹ tới. Tất cả những điều này trong một buổi tham quan và trải nghiệm vượt ngoài sự mong đợi của gia đình mình. Có bạn nào biết thêm nhiều điều hay ho và ý nghĩa tại đây thì chia sẻ thêm cho mình biết nhé. Bye bye!